Lâm đang đứng ở cuối kinh 8 này quý vị, từ Tân Thạnh đó về hướng qua quốc lộ 80, này là kinh 8B đó quý vị. Hôm nay Lâm sẽ xin giới thiệu với quý vị ở xa về là cái nét thay đổi ở kinh 8 nè, đang ở kinh 8B số nhà 249 nè quý vị. Hôm nay Lâm nhớ là mùng 7 mùng 8 Tết gì rồi. Đây là phía bên tay phải đó quý vị. Xe của Lâm hơi kêu chút tại vì chưa có thời gian đi sửa, nếu mà sửa xong quý vị cũng thông cảm cái tiếng lách cách chút nha. Ở đây chủ yếu là làm đập thôi. Đường thì rất là vắng, cũng không có, thường ít có bà con đi. Đây là cổng vào, hiện cổng bên đây thì Lâm không thấy có cái bảng treo. Thường mấy cái chỗ khác là có cổng treo hết rồi quý vị. Chẳng hạn như là để kinh 8B chẳng hạn. Mai nở rất là gọn, ở đây có những cây mai rất là đẹp quý vị. Đây Lâm sẽ đi qua bên sông, bên đó dễ đi hơn đó quý vị. Đường bên đây thì rộng rãi hơn. Ở đây có một số bà con đã cắt lúa rồi. Mình thấy có đang phơi ở phía trước nhà nè quý vị. Lâm đang đi lúc khoảng gần 1 giờ rồi quý vị, nên trời rất là nắng, rất là gắt. Ở đây thì có một số bà con bơm nước vô nữa, mình không biết là bơm nước để làm gì, tại vì không có thấy ai để hỏi hết. Thì ở sau thì ruộng thì đã chín rồi quý vị, chín vàng à. Đường ở bên phía
tay trái bên đây thì nó dễ chạy hơn. Từ đầu kinh đến cuối kinh là khoảng gần 10 cây đó quý vị. Trong đó thì từ cầu 80 đến kinh Đồng Dông, có nghĩa là gần giữa kinh đó thì nó 4 cây, còn lại là khoảng 6 cây là từ kinh Đồng Dông tới cuối kinh. Ở đây có số bà con thì có trồng các loại rau cải nè, cải xà lách, cải xanh, rau muống. Đó mình đang lặn gì vậy anh? Cá. À có cá nhiều không anh? À vậy hả? Cho em có anh. Ở đây có rất nhiều cái cá gió đó quý vị, mà bắt cá. Thì cái gió thì khi mà nước lớn á thì người ta sẽ bà con sẽ nhấn nó xuống. Rồi khi mà cá mà vô đó thì sẽ kéo lên. Nhưng mà không biết là có đặt thức ăn hay là thức uống gì không thì làm không biết. Là ở đây có bà con cũng đang đặt xuống nè quý vị. Đó. Ở đây là nhà thờ giáo xứ. Làm cũng không có thấy cái tên đó. Dữ. Không có biết rồi quý vị ạ. Cho con quay cái cô. Cô, vụ này mình trúng không cô? Ủa vậy là lúa này ở đâu? À mua về làm giống hả? Dạ. Ở đây chủ yếu là bà con mình làm nông thôi hả cô? Có làm gì ngoài làm nông không? Không có nghĩa là có làm gì ngoài làm ruộng không á? À làm nông toàn bộ. Dạ con cảm ơn. Mà thấy vụ này trúng không cô? À. Ở đây là mình làm chắc min hết hả cô? Dạ. Cũng mong bà con mình trúng lúa. Dạ. Dạ, con cảm ơn. Con đi luôn con. Con đang quay cái khung cảnh ở Kinh Tám của mình. Dạ. Lộn rồi quý vị, Lâm thấy ở bên kia thì có một số bà con đã cắt rồi, mà ruộng ở đây thì bà con mua để làm giống.
chạy hơi nhanh thôi quý vị, để tâm chạy từ từ thôi. Em quay chứ. Dạ không, quay cái sinh hoạt hàng ngày thôi. Dạ. Ủa bác, ở đây chủ yếu là mình làm nông thôi hả? Có làm gì khác không bác? Không. À dạ. Lúa là chuẩn bị cắt phải không bác? Chuẩn bị cắt rồi. Dạ, ở đây mình làm một vụ, hai vụ hay là ba vụ bác? Dạ. Hai vụ à. À dạ, năm rồi trúng không? Đỡ. Năm nay mình thấy đỡ không bác? Đỡ. Dạ. Năm nay mình ăn Tết lo lớn không bác ơi? Bình thường như mỗi năm thôi. À bình thường như mỗi năm thôi hả? Dạ con cảm ơn bác. À. Trong các đường mà Tân Hiệp mà Lâm đi á, thì Lâm chưa có đi hết Kinh B, nhưng mà Lâm cảm nhận là Kinh 3, Kinh 7 và Kinh 8 là những cái đường tương đối rộng, dễ chạy nhất. Trừ Kinh Zero là đường chảy nhựa, còn lại hầu như tất cả các đường kia là đường bê tông hết. Có rất là nhiều có cái loại xe hơi là đi ở đây nè quý vị có thể thấy đây. Đường kinh 8 và kinh 7 là xe hơi có thể đi dễ dàng. Và kinh Zero với kinh 3. Hiện giờ cái đường ở phía dưới cuối kinh 7, kinh 8, kinh 5, kinh 6, kinh 9 là đường đi từ ấp Thạnh An 2 qua Tân Thạnh rồi Thạnh Tây đó quý vị. Thì đường đó hiện giờ đã được làm lại mới rất là đẹp, dễ đi hơn. Đường này là được chạy thêm một lần rồi quý vị, nên nó rộng lắm. Xa là có một cái cầu mà nối liền giữa cái hai bờ kinh đó quý vị.
hầu như là ở đây Lâm quay cũng rất là nhiều cái kinh rồi, thì cảm nhận là đi ở đây là đường xá rất là tốt. Khi mà trời mưa gì đó thì chúng ta cũng rất là dễ dàng đi lại, không có sình bùn gì hết. Đây là giáo xứ Lộ Đức nè quý vị. Giờ thì mọi người nghỉ ngơi là chủ yếu rồi, ít có thấy bà con nào chạy ở ngoài đường. Đây những cái cây mai nở rất là ngọt. Rất là đẹp. Là nó chia ra các loại xã, như là ở bên quốc lộ 80 bên đây thì nó có là xã Thanh Trị là đầu tiên, nếu mà đi từ dưới Gạch Giá lên đó quý vị, xã Thanh Trị rồi tới xã Thanh Đông A rồi tới xã Thanh Đông, rồi ở mặt ngoài là thị trấn Tân Hiệp, ở phía trong đó là xã Thanh Đông B. Thì là ở bên cái dọc trục quốc lộ 80 bên đây. Ở đây có rất là nhiều bà con trồng rất nhiều loại mai. Đây nè quý vị, làm rất là mê những cái cây mai ở đây, có tuổi với lại rất là đẹp. Chúng ta sắp tới kinh Đầu Dông mình đó quý vị, là đi hơn phân nửa đoạn đường trong cái kinh 8 này rồi. Cái mai nở rất gộ luôn nè quý vị.
cổng cao an ninh trật tự nè quý vị. Đây chúng ta tới kinh Đoàn Dông rồi. Đây là một bên kinh Đoàn Dông nè quý vị. Đây là chúng ta qua kênh 8A đó quý vị. Còn cách quốc lộ 80 là khoảng 4 km nữa. Đây là số nhà khoảng 418. Ở dưới bên phải chúng ta có một cái anh đang xịt điện. Đây ở đây có một cái vườn mai nè quý vị. Trời nắng này càng gắt rồi đó quý vị. Ở đây là nhà bê tông cốt thép hết. Lâm không thấy nhà, còn có nhà ngói nhưng mà nhà lá là như là không thấy luôn quý vị. Ở bên rồi, ở đây thì thấy có trồng nhiều loại chuối, chuối sim và chuối họ, chuối chuối sim và chuối dâu cùi. Ở đây thì làm không thấy bà con mình trồng chuối hộp. Đây là cái quang cảnh mà cái khoảng ngày mùng hôm nay không nhớ là ngày mùng mấy, mùng 9 Tết thì phải đó quý vị.
Khi mà ra ở phía đầu kinh đó, thì nó sẽ có một, ở đây có một chợ là chợ Kinh Tám đó quý vị. Thì họp chợ vào buổi sáng rất là đông, còn riêng buổi trưa thì rất là ít khách. Thì mới trời mưa đây xong, nhưng mà hôm nay thì trời trong xanh nè, không có thấy trời mưa ha. Có dịp Lâm sẽ giới thiệu với quý vị một số cái món ăn ở Tân Hiệp nha quý vị. Quý vị nào có các món ăn nào ngon có thể giới thiệu với Lâm, để mà Lâm giới thiệu cho các bà con cô bác ở xa khi mà đi tới Tân Hiệp có thể thưởng thức các món ăn, và cũng để quảng bá cho cái quê hương mình luôn. Như hôm trước Lâm có giới thiệu là ở đây có một cái đường lộ đang được làm nè quý vị. Đây là kinh đường lộ mà nói giữa Lô Tẻ với Gạch Sỏi đó quý vị. Đang trong quá trình làm đây. Nó sẽ rút ngắn cái thời gian mà di chuyển bằng cái đường mới này. Cái đó là chúng ta có thể đi từ đây Sài Gòn nó sẽ rất là nhanh, vì là phao bằng cống đã được chuẩn bị xong, đã xây hoàn thành hết rồi đó quý vị. Bến phà sẽ không có còn hoạt động nữa. Ở đồng bằng sông Cửu Long thì những cái cây cầu lớn nó nối liền các tỉnh, ví dụ như là cầu Cần Thơ nối liền giữa tỉnh Tiền Giang, xin lỗi quý vị, nói liền giữa tỉnh Vĩnh Long với thành phố Cần Thơ. Cầu Mỹ Thuận thì nói giữa Tiền Giang với Bến Tre. Cầu Hàm Luông, rồi cầu Vàm Cống thì nó nói liền giữa những cái tỉnh như là Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp với nhau, thì nó sẽ rút ngắn cái thời gian hơn rất là nhiều. Và Cần Thơ nữa. Những cây cầu mà ở đồng bằng sông Cửu Long có thể kể đến là cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ, cầu Vàm Cống. Là những cái cầu mà lớn của miền đồng bằng sông Cửu Long này. Sắp tới mà cái cổng rào
vào cái kinh 8A đó quý vị. Đã sắp tới đầu kinh rồi. Ở đây thì có cái kinh 600 và kinh 300. Kinh 600 là chúng ta vừa mới đi qua ngay cái cổng rào an ninh đó quý vị. Và kinh 300. Còn chút nữa là chúng ta sẽ tới cái kinh 300 đó thì đó là những cái tên ở đây mà khi mà quý vị tới, quý vị có thể nghe tới. Bên tay phải chúng ta là một là nghĩa trang của nghĩa trang ở kinh 8 đó quý vị. Đây quý vị. Đây phía tay phải là đường kinh 300 nữa quý vị. Rồi chạy thêm chút nữa là chúng ta tới đầu kinh rồi đó quý vị. Năm mới đó thì cũng kính chúc quý vị và gia đình được nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt. Hoàn tự như ý à. Xin cảm ơn quý vị. Xin hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo ạ.